again. Ý nghĩa các nhân vật trong Tây Du Ký. Satan là người chăm chỉ nhất, cái gì cũng làm, không thấy than thở, nên lúc nào Satan cũng đi cuối cùng, chậm tiến nhất, lúc nào cũng gánh vác trên vai một hành lý. Ở đời cũng thế, chẳng thằng nào cứ lầm lũi làm mà không kêu ca, than thở, thì lúc nào cũng bị ấn gánh nặng vào đầu, luôn xếp hạng bét trong bảng xếp hạng. Trư Bất Giới, một tên tham ăn, tham gái, ngu dốt, lúc gặp yêu quái là chuồng, gặp việc là lướt, nhưng luôn biết mình và biết sư phụ là sếp, lúc nào cũng quấn lấy sếp nên công việc nhẹ nhàng, chỉ có việc là dắt ngựa. Đường Tam Tạng yếu và nhát gan, thông minh cũng chả là bao, đôi lúc lại còn bị yêu quái nó lừa thì lại làm sếp. Tôn Ngộ Không, anh giỏi nhất, biết đúng sai, biết làm việc nhưng không bao giờ được làm theo ý mình, lúc nào cũng bị một cái gì đó trói buộc, đó là vòng kim cô mà Bồ Tát đã tặng cho Tôn Ngộ Không. Yêu quái toàn là bọn con ông cháu cha, cứ lúc nào Tôn Ngộ Không đưa gậy định giết thì có một vị tiên nào đó xuất hiện kêu khoan khoan, nó vốn là con của ông này ông khác, xin đưa về trời dạy dỗ lại, yêu quái toàn là con của trời cả. Ngẫm cho cùng thì có vẻ làm yêu quái là hay nhất.